Có một nơi trên trái đất này còn giữ vẹn được vẻ sơ khai của sự sống thuở ban đầu và những bầy đàn tung vó tự do. Dòng đời vẫn cứ trôi trên vùng đất đã bị lãng quên theo thời gian. Chốn nương náu cuối cùng còn sót lại trên trái đất của những bầy đàn hoang dã đông đảo nhất. Bình nguyên Serengeti, vùng Đông Phi. Đã lâu lắm rồi, từ trước cả ký ức của loài người, những dãy núi trải về phía đông đã phun trào dữ dội vào không trung. Bột biển, tro than phủ trùm xuống vùng Serengeti, chỉ chừa lại lác đác những đỉnh cao là chứng nhân của một thế giới bị vùi lấp. Trải qua 4 triệu năm cấu tạo xoay vần, tro than đã trở thành đất đai màu mỡ, phủ mềm thảo nguyên bao la. Nơi giờ đây là khu bảo tồn động vật lớn nhất trên trái đất. Trên vùng bình nguyên vừa phì nhiêu lại vừa đẹp như tranh vẽ này, có hàng triệu động vật muôn loài trú ngụ. Chưa có một loài nào đơn độc mà chiếm được ưu thế. 1,5 triệu con linh dương đầu bò vạm vỡ gây tác động không nhỏ lên toàn bộ đời sống xung quanh. Với dáng điệu vụng về, chúng được mệnh danh là những anh hề của đồng bằng châu Phi và được mệnh danh là loài được ghép lại giữa bò và ngựa. Nhưng linh dương đầu bò lại được tạo hóa ban cho một cuộc sống di cư không biết mệt mỏi để tìm cỏ và nước. Cạnh đó là một loài ăn cỏ khác cùng chung sống. Tất cả đều có phần nhờ thảm thực vật dồi dào và đa dạng trên bình nguyên Serengeti. Mỗi loài đều tìm kiếm một lãnh địa riêng có nguồn thức ăn khác nhau. Một số loài có thể tiêu tốn đến 2/3 cuộc đời cho việc ăn cỏ. Một số loài được hưởng phúc sống trong chính vựa thức ăn không bao giờ vơi của chúng. Cân bằng sinh thái trên bình nguyên Serengeti là điều không khó hiểu. Động vật ăn cỏ, ăn thực vật. Động vật ăn thịt, ăn động vật ăn cỏ. Bầy sư tử đi săn bằng cả sức mạnh lẫn sự rình mò. Một con mồi đản trí, những kẻ khác lén theo. Mặc dù sư tử cái mới là kẻ hạ gục con mồi, thế nhưng sư tử đực to lớn hiền ngang lại là kẻ đánh chén con mồi trước tiên. Những kẻ háu đói xếp hàng cho đến lượt. Sư tử cái và bầy con đứng thứ hai trong hàng. Linh cẩu, chó rừng và chim kền kền tranh nhau lượt kế tiếp. Trên bình nguyên Serengeti thì không thứ gì bị bỏ phí. Trải qua một mùa mưa no đủ, đàn linh dương sinh sôi nảy nở nhanh chóng trên những đồng bằng châu thổ phía nam Serengeti. Giờ là cuối tháng 5, hạn hán đến gần, treo theo lờ lửng tối hậu thư của tử thần. Chúng phải lựa chọn di cư hoặc chết đói. Đây là một cuộc đua marathon để thoát khỏi cái đói và cái khát, giống những dòng chảy và những con sông nhập vào cùng lũ ngựa vằn và linh dương Kazen. Chúng đổ về hướng Tây và hướng Bắc để tới miền đất hứa của cỏ non và nước mát. Cuộc đại di cư đã bắt đầu. Cuộc hành trình tựa án sử thi này diễn ra trên lãnh thổ hai quốc gia vùng Đông Phi là Tanzania và Kenya. Đàn linh dương di cư về phía Bắc hướng tới khu bảo tồn cấm săn bắn là Masai Mara ở Kenya. Ở đó, chúng lại phải bôn ba hàng tháng trời cho đến khi mưa trút xuống và bầy đàn lại quay về đồng bằng phía nam. Cuộc di cư diễn ra trên một quãng đường chông gai trải dài hơn 500 dặm. Những tuần đầu tiên của cuộc di cư trùng với mùa động dục. Những con đực bắt đầu lao vào những cuộc chiến diễn ra liên miên để tranh giành những con cái và lãnh địa. Trong vài tuần động dục đó, 90% con cái đã được thụ tinh. Vào đầu mùa di cư về phương Bắc, bầy thú đi qua một vỉa Bashan cổ lộ thiên có tên gọi là Khosat, giờ đây trở thành cao điểm chiến lược cho những kẻ ăn thịt đang ngóng chờ. Sinh ra từ một lứa 4 con, chỉ duy nhất chú báo đốm này còn sống sót. Để nuôi báo con, báo mẹ phải săn giết hàng ngày, nhưng nó đã đói mèo 2 ngày nay. Đàn thú đã đi ngang qua và có vài con linh dương lạc đàn ló dạng. Từ khoảng cách này, không cần phải tranh cãi rằng báo gấm là động vật trên bộ nhanh nhất trái đất. Nó đạt được tốc độ bứt phá trong nháy mắt lên đến 113 km một giờ. Không mang giả tầm, chẳng lòng thương xót ở nơi bình nguyên Serengeti này. Một kẻ đi săn chỉ giết con mồi để ăn và để nuôi sống cho chính nó, không hơn không kém. Đối với đoàn di cư,
thảo nguyên nhiều cây cối giờ đây trở thành nơi sơ tán khỏi vùng đồng bằng đang nắng hạn. Nhưng ở đây, cuộc di cư đã biến tướng thành một cuộc xâm lược vùng rừng. Đó lại là mái nhà của bao kẻ khác. Hầu hết những kẻ thường trú nơi này còn mãi lo cho công việc hàng ngày của mình, chẳng mấy để ý sự phiền hà chút đỉnh của bầy quần thú đi ngang qua. Không như linh dương, hươu cao cổ mà xài chẳng cần di cư. Chúng được nuôi sống bằng hàng trăm loại lá cây trong rừng, một nguồn thức ăn chống chọi được với nắng hạn. Khỉ tráng trắng tìm thấy ở trên cây cả thức ăn lẫn chỗ trú ngụ an toàn. Khỉ đầu chó lang thang trong rừng theo bầy và qua đêm ở trên cây. Những kẻ ăn tạp cũng như chúng ta ăn hầu hết những thứ có thể ăn được. Đôi khi những con đực trưởng thành tự thưởng cho mình bữa tiệc thịt linh dương non. Gặm cỏ nơi bìa rừng, những kẻ ăn cỏ thường mang theo ánh mắt dè chừng. Nhưng có một số loài ăn cỏ mà đến sư tử cũng phải né tránh. Voi trưởng thành là một trong số ít những động vật ở Serengeti không có kẻ thù trong hoang dã. Che chở cho voi con, bầy voi tạo nên một chuỗi gắn kết cao độ. Mối quan hệ giữa mẹ và con có thể kéo dài đến 50 năm. Đoàn thú đôi khi lũ lượt kéo đi vào ban đêm, bất chấp nguy cơ bị tấn công bất ngờ từ trong bóng tối. Mặc cho chớp rạch, sấm rền hay mưa rơi, chúng có thể vượt qua 50 dặm trong đêm đến khi trời hửng sáng. Giờ đây, khó khăn chồng chất khó khăn. Hạn hán đã nung cho vùng bình nguyên trở nên khô giòn, cỏ cháy lan khắp vùng Serengeti. Dù lửa và gió đã quét sạch, nhưng thảm thực vật rồi sẽ hồi sinh khi những cơn mưa về. Nhưng vào lúc này đây, bầy thú tìm kiếm thức ăn chỉ còn thấy có cát bụi. Giờ đây, kẻ thù của chúng là đói, là khát, là kiệt quệ bạc màu, và kẻ thù truyền kiếp là lũ thú ăn thịt. Sự thôi thúc phải di cư quá mãnh liệt khiến cho đoàn thú vẫn lũ lượt kéo đi, mặc cho kẻ thù đang án ngữ trước mặt. Không mình mai phục thật lộ liễu, kẻ đi săn chỉ việc chờ đến lúc thích hợp để ra tay. Trong cuộc đấu tranh không hồi kết này, chẳng có gì được đảm bảo. Một con sư tử trong một ngày đi săn đến 5 lần. Cuối cùng, sau hàng tháng trời bôn ba, bầy thú đầu tiên bắt đầu tràn vào miền đất hứa. Những thảm cỏ bao la của vùng Masai Mara ở Kenya. Một lần nữa, bản năng đã kéo chúng đến nơi sung túc. Ở đây, chúng sẽ đi thong thả và gặm cỏ trong nhiều tháng, cho đến khi ông trời lại ban mưa móc nương theo cùng những cơn gió tháng 10. Về phía đông không xa Serengeti có một vùng đất trù phú hơn nhiều, một trong những kỳ quan thiên nhiên của trái đất, một thế giới thu nhỏ của Serengeti. Vùng trũng Ngorongoro chính là một miệng núi lửa vĩ đại đã tắt bao quanh 100 dặm vuông, một tàn tích của những vụ phun trào dữ dội đã kiến tạo nên vùng bình nguyên Serengeti. Từ những khu rừng mù sương men theo vành đai tới đáy miệng núi lửa là một hệ sinh thái độc lập mang đến nguồn thức ăn và nước uống dồi dào. Ở đâu có nước, ở đó có sự sống. Một loài động vật có nhiều điều lý thú, loài hà mã có thể xé đôi cá sấu hoặc con người chỉ với cú đớp duy nhất. Nó gợi ta nhớ đến câu phương ngôn của vùng Serengeti: chớ bao giờ đứng chắn giữa một con hà mã với vùng nước chủ quyền của nó. 10.000 động vật chung sống ở nơi đây. Những kẻ khác di cư đến đây từ trên không. Hồng hạc tới từ Namibia, bầy cò đến từ châu Âu và châu Á xa xôi. Có vẻ ngoài như thể họ hàng gần gũi trong bầy đàn di cư linh dương và ngựa vằn trong vành đai miệng núi lửa này, dường như chỉ đi lang thang trên khắp các cánh đồng. Những mối đe dọa cũng lẩn khuất đâu đây, cũng như bất kỳ nơi nào khác. Bầy ngựa vằn quây quần sát bên nhau thành những mảng vằn lộn xộn, làm rối trí những kẻ ăn thịt. Bầy ngựa vằn châu Phi trông có vẻ hiền lành, nhưng chúng chưa bao giờ bị thuần phục. Tê giác đen với bộ dạng toàn thân thô kệch và thường xuyên đánh dấu chủ quyền lại là kẻ to xác kém tự vệ. Chúng bị săn trộm đến gần tuyệt chủng bởi giá trị của bộ sừng. Miệng núi lửa Ngorongoro là một trong số ít các khu bảo tồn nghiêm ngặt, nơi mà tê giác đen có thể sinh tồn được. Đối với bầy khỉ đầu chó, phần lớn thời gian trong ngày
là trông chừng lũ khỉ con chải lông và làm quen với cuộc sống. Nhiệm vụ bảo vệ đàn sư tử và bảo vệ lãnh địa thuộc về sư tử đực. Săn mồi và nuôi con là trách nhiệm của sư tử cái. Chơi đùa giúp cho lũ sư tử con sẵn sàng trước những cuộc đọ sức khốc liệt trong tương lai. Sư tử có nhu cầu nghỉ ngơi nhiều đến đáng kinh ngạc. Điển hình là 20 giờ mỗi ngày cho giấc ngủ của đế vương. Khi sư tử giao phối, chúng làm việc đó cứ mỗi 25 phút một lần, từ ngày đến đêm, không cần ăn uống và tiếp diễn suốt 3 đến 4 ngày. Ước tính diễn ra khoảng 3.000 cuộc giao phối đối với mỗi con mới trưởng thành, nếu nó tồn tại được qua năm đầu tiên. Ở vùng đất này cũng được coi là cái nôi của loài người. Tiến sâu về phía đông Serengeti, bình nguyên gần với Ngorongoro là Orsova, một trong những vị trí khảo cổ nổi tiếng trên thế giới. Bên trong những vách ngoài bỉa phân tầng, lưu giữ một di tích hóa thạch của loài người, được ghi nhận là khoảng 2 triệu năm tuổi. Ngày nay, tộc người Maasai kiêu hùng vẫn sinh sống nơi đây, vẫn giữ lối sống du mục dọc theo các đường ranh Serengeti. Họ tìm đến đồng cỏ lớn để chăn thả những đàn gia súc của mình. Người Maasai tin rằng Thượng Đế đã ban cho họ, chứ không phải bất kỳ dân tộc nào khác, tất cả gia súc trên trái đất này. Và từ đàn gia súc tích lũy được, họ đã thu về nguyên liệu chủ yếu để cung cấp thực phẩm đặc biệt cho các chiến binh Maasai, một thứ pha trộn giữa sữa và máu. Thời đại của loài giả thú ăn thịt vẫn còn ngự trị trong thế giới của người Maasai. Ngôi làng này và những làng gần đó, lũ báo đã lấy đi 3 đứa trẻ trong vòng 1 năm. Từng là những chiến binh dũng mãnh vào bậc nhất của vùng Đông Phi, tộc người Maasai vẫn bảo vệ đàn gia súc và các gia đình của họ bằng những mũi giáo. Có những người được sinh ra trên Serengeti và có những người khác tìm đến vùng đất này. Ngày nay, làn sóng xâm nhập từ thế giới bên ngoài ngày càng lớn. Người ta tới đây để chiêm ngưỡng cảnh tượng thiên nhiên hoang dã đã không còn tồn tại ở những nơi khác. Tanzania và Kenya đã bảo tồn và xây dựng những khu vực rộng lớn này thành các công viên quốc gia, các khu vực cấm săn bắn và công bố đó là di sản thế giới của toàn nhân loại. Giờ đây, nguồn thu từ du lịch là không thể thiếu trong việc duy trì di sản này và gắn kết vận mệnh của Serengeti với khách du lịch ưa cảm giác mạnh. Đồng bằng Serengeti trước mắt họ đang thay đổi từng ngày, mặc dù bị đe dọa bởi sự gia tăng dân số và nạn săn trộm, song công tác bảo vệ vẫn luôn được tổ chức tốt. Đàn voi đã từng biến mất dưới bàn tay của những kẻ săn trộm, nay đã sinh sôi trở lại. Giờ đây được bảo vệ bởi lệnh cấm mua bán ngà voi. Bầy voi lại được đồng bằng Serengeti nuôi dưỡng, mang đến cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, nên đàn thú đã sinh sôi đồng đúc một cách nhanh chóng. Ở vườn quốc gia Maasai Mara, những cơn giông tháng 10 đang kéo tới. Khi những cơn mưa quay về, quần thú sẽ lại tổ chức cuộc di cư vĩ đại hướng về nơi nguồn cội của chúng ở phương Nam. Nhưng trước mắt, chúng phải đối diện với nguy cơ lớn nhất. Nếu muốn quay về phương Nam, quần thú phải vượt sông Mara, giờ này đang dâng lên và chảy xiết do nước từ những cơn mưa mang đến. Trong dòng nước này vẫn là thời đại của loài bò sát, và ở đây là sự ngự trị tuyệt đối của loài cá sấu. Nhiều lúc tưởng đã thoát khỏi nanh vuốt của cá sấu, nhưng lại làm mồi cho dòng sông. Một số chết đuối, số khác bị chay xéo mà chết, và chết vì kiệt sức khi cố tự cứu mình. Qua năm tháng và qua quá trình của cuộc đại di cư, 1/4 trên tổng số 1 triệu con linh dương đầu bò sẽ chết. Nhưng cuộc di cư vẫn tiếp diễn đến cuối của cuộc hành trình dài về phương Nam. Cuối cùng, trở về với thảo nguyên cỏ non. Nửa chiếc khăn bàn nhiệm màu của Serengeti đã trải sẵn. Sinh sản hàng loạt diễn ra đầu năm. Nhưng cao điểm của sự chào đời hàng loạt chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có vài tuần. Trong mùa mưa, gần nửa triệu con linh dương đầu bò non được sinh ra. Một chiến thuật lấy số đông áp đảo loài ăn thịt và đảm bảo sự duy trì giống nòi. Để tồn tại giữa những loài giả thú ăn thịt, linh dương non buộc phải tìm cách đứng vững chỉ trong vòng vài phút sau khi chào đời. Những kẻ yếu đuối không thể đứng vững sẽ bị đào thải. Một lần nữa, trên bình nguyên Serengeti,
cuộc sống lại trỗi dậy mãnh liệt, vượt lên trên cái chết, và có một nơi trên trái đất vẫn giữ nguyên vẻ sơ khai của sự sống thuở ban đầu, và những bầy đàn hoang dã vẫn tung vó tự do. Mỗi năm, ở những vùng đồng cỏ Phi Châu luôn diễn ra một trong những điều kỳ diệu nhất của thiên nhiên, mùa di trú của linh dương đầu bò. Hàng năm, từng đàn linh dương đầu bò rời bỏ những đồng cỏ khô cằn để đi tìm cỏ và nước, một trong những yếu tố cần thiết cho sự tồn tại của chúng ở một vùng đất khác, và sau đó lại trở về nơi xuất phát như một quy luật của tự nhiên. Quãng đường mà chúng đi trong cuộc hành trình dài khoảng 3.200 km, cùng với sự ra đời của khoảng 250.000 con linh dương con, cũng như chết đi một số con khác. Trên suốt cuộc hành trình đầy gian nan ấy, lũ linh dương đầu bò đã gặp không ít hiểm nguy, chết chóc, nhưng không gì có thể khiến chúng thay đổi được. Và những cuộc di cư ấy đã diễn ra từ hàng nghìn năm nay. Ngay trên đường xích đạo bắc ngang qua Phi Châu, những vùng đồng cỏ mênh mông với diện tích rộng chừng 26.000 km2 tiếp giáp với hồ Victoria là nơi linh dương đầu bò sinh sống. Giờ đây, vùng đất này trông khá bình yên, nhưng xưa kia nó đã ra đời một cách cuồng nộ. Ở phía bắc và nam ranh giới của nó là các vách núi lửa. Những ngọn núi lửa mà xưa kia đã từng tuôn trào để tạo nên những vùng đồng cỏ ở phía dưới xanh tốt, bằng phẳng, mà người ta gọi là vườn địa đàng dành cho các loài thú ăn cỏ, mang tên Serengeti. Giờ đây, ở vùng đất này vẫn còn một ngọn núi lửa tên là Lengai. Thỉnh thoảng nó vẫn hoạt động, phun ra một ít tro bụi như một sự nhắc nhở nhẹ nhàng về sự tàn phá khủng khiếp rồi tạo nên những đồng cỏ. Vùng đất Serengeti là nơi xuất phát của linh dương đầu bò trong cuộc di trú. Chúng tiến lên phía tây đến hồ Victoria và rồi ngược lên phía bắc, sau đó trở về lại Serengeti. Linh dương đầu bò là một sinh vật đặc biệt về hình dáng. Dường như nó là sự lắp ghép của tự nhiên với vô vàn hình dáng của những sinh vật khác để tạo nên loài động vật này. Linh dương đầu bò trông chẳng khác gì một diễn viên hài kịch hết sức vui nhộn trên sân khấu. Chúng là một sinh vật vô cùng duyên dáng, nhưng không khoa trương, và còn được gọi là anh hề trên các đồng cỏ. Tháng 5 là thời gian báo hiệu cho linh dương đầu bò biết rằng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ tiến hành một cuộc di cư rầm rộ. Mùa mưa đã hết, cũng là mùa sinh sản của linh dương đầu bò bắt đầu. Và vì thế, những con đực luôn kiểm tra tốc độ của mình và thử sức nhau trên đồng cỏ. Những con linh dương đực bằng tất cả khả năng của mình phải chiến đấu để giữ lãnh thổ mà trên đó có những con cái đang chờ giao phối. Nó đánh dấu ranh giới của nó bằng cách đưa sừng lướt qua những bụi cỏ như một lời cảnh báo với những con đực khác. Thông thường, những cuộc chiến của linh dương đầu bò diễn ra không căng thẳng lắm, vì thỉnh thoảng chúng cần phải ngừng cuộc chiến để cảnh giác những kẻ săn mồi to lớn như báo hay sư tử. Tháng 6, đàn linh dương đầu bò không còn loạn xạ nữa mà phân thành từng nhóm rõ rệt với những ranh giới không rõ ràng. Mỗi một nhóm như thế bao gồm nhiều con cái dưới sự chỉ huy của một con đực. Để giành được vị trí chỉ huy này, con đực phải luôn thể hiện mình bằng những trận chiến không khoan nhượng. Và tất cả những điều đó cũng không ngoài mục đích là làm sao cho những con linh dương ra đời vào năm sau là con của những người cha ưu tú nhất. Trong 6 tháng, lũ linh dương đầu bò cần phải tích trữ mỡ cho mùa di trú sắp tới, cho những trận đánh nhau
và cho những cuộn giao phối khi con cái đã sẵn sàng. Trên vùng đồng cỏ, linh dương đầu bò là con mồi của báo và sư tử. Nhưng vì số lượng chúng khá đông, nên điều đó không hề ảnh hưởng đến sự tồn tại, mà còn giúp chúng loại bỏ những cá thể yếu ớt trong bầy đàn. Dưới cái nắng gắt gao của Phi Châu, cỏ bắt đầu héo úa, còn nước thì bắt đầu khô cạn. Những kẻ nô lệ của nước và cỏ cần phải đi tìm một nơi khác ở phía Bắc. Khi khởi hành, những con linh dương đầu bò khá lộn xộn tiến về phía rìa đồng bằng. Chúng khởi hành một cách chậm rãi vì vẫn còn một thứ gì đó để ăn, vẫn còn một vài hố nước để uống trước khi biến mất trong mùa khô dưới ánh nắng mặt trời mùa hè. Khi mặt đất bắt đầu nứt toát ra, thì hơn 1 triệu con thú đã rút lui khỏi Serengeti để bắt đầu cuộc hành trình thực sự về phương Bắc, tung ra những đám bụi mịt mù trên khắp đồng cỏ. Những con linh dương đầu bò đi hết cây số này đến cây số khác, rồi băng qua những rừng cây bụi. Ở phía Bắc, lượng mưa nhiều hơn nên những đồng cỏ cũng xanh tốt hơn. Và khi tìm được vùng đất sống, lũ linh dương đầu bò tạm dừng lại, rồi đánh dấu những ranh giới mới trước khi tiếp tục lên đường. Trong thời gian này, đàn linh dương đầu bò với hơn 300.000 con cái đã có 90% con mang thai. Tất cả những động vật móng guốc ở Phi Châu có thể sống chung với nhau mà không làm ảnh hưởng cuộc sống của nhau, bởi vì nhu cầu của chúng khác nhau. Những con hươu cao cổ vươn cái cổ dài ngoẵng, ngoạm lấy lá keo trên cao mà không thèm để ý đến những cái gai nhọn xung quanh. Những con trâu thì ăn những đám cỏ rậm. Những con linh dương gazen thích gặm những đám cỏ thấp, còn những con ngựa vằn thì gặm xé những đám cỏ cứng bằng hàm răng khỏe mạnh của mình. Riêng những con linh dương đầu bò, vì số lượng chúng quá đông nên không có nhiều lựa chọn. Chúng gặm tất cả, và vì thế chúng buộc phải liên tục tiến lên phía trước, bỏ lại sau lưng những khoảnh đất trống trơ trọi phơi cả đất. Đối với sư tử, những kẻ săn mồi trong những lãnh thổ riêng biệt có khi rộng đến 390 km². Một vùng đất theo truyền thống thuộc về những con cái nhưng được những con đực canh giữ, thì chừng nào những con vật ăn cỏ còn ở lại thì cuộc sống của chúng còn thoải mái. Thế nhưng, những con vật ăn cỏ đã bỏ đi, nguồn thực phẩm của sư tử trở nên trống rỗng, và đó là lời tuyên án cho lũ sư tử con. Trên thực tế thì đã có khoảng 50% lũ sư tử con chết vì đói trong khoảng thời gian này. Bị buộc chặt vào lãnh thổ của mình, những con sư tử chỉ còn cách ngồi nhìn theo những đàn linh dương đầu bò ầm ầm đi qua rồi xa khỏi tầm mắt trong sự nuối tiếc. Đến tháng 7, lũ linh dương đầu bò đã đến được rìa phía tây của Serengeti. Chúng tiến gần đến những bờ hồ, những dòng sông vốn đang từng ngày xa dần tầm tay của chúng. Cứ 2-3 ngày một lần, linh dương đầu bò phải uống nước ở mé sông, và cá sấu đã tranh thủ cơ hội này tóm lấy một vài con. Sự giằng xé giữa sợ hãi và cơn khát đã kết thúc, và chiến thắng nghiêng về cái khác đến cháy bỏng. Sự chen lấn, xô đẩy từ đằng sau của số đông khiến cho một số con lội thẳng xuống nước và lọt vào ổ phục kích của cá sấu. Hàm răng của cá sấu có tác dụng tốt trong việc kẹp chặt, nhưng chúng lại không hề biết nhai nên đành xé toạc con mồi rồi nuốt thẳng vào bụng. Tuy vậy, đó lại là một cái giá rẻ mạt cho cuộc sống của những con còn lại. Việc di cư của linh dương đầu bò đem lại thức ăn dồi dào cho những con chim bồ nông. Khi đàn linh dương đông đúc băng ngang qua những vũng nước cạn sẽ làm cho những vũng nước sền sệt bùn, khiến cho lũ cá không thở được và phải trồi lên và trở thành miếng mồi ngon cho bồ nông. Linh dương đầu bò từng đàn tiến về phương Bắc,
và dù đi qua bất cứ nơi nào, chúng cũng để lại dấu ấn rõ nét trên mặt đất. Dường như trên bước đường di trú, tất cả những con vật khác cũng bị cuốn vào khuôn mẫu mà chúng tạo ra. Tháng 8, những dòng sông khô cạn bị những cơn bão trên núi cao lấp đầy nước và chảy cuồn cuộn chắn ngang đường di trú của linh dương đầu bò. Tuy là những tay bơi cự phách, nhưng sức nước quá mạnh đã cuốn chúng đi từng con một. Một số con khác già yếu cùng với những con non bị vùi lấp trong những vũng bùn bên bờ sông, và chúng không bao giờ ngoi lên được nữa. Phần lớn đàn linh dương đầu bò vượt qua được bờ sông bên kia, chỉ có một ít trong số chúng là không thể. Cảnh tượng bên sông trông chẳng khác gì một cuộc tàn sát dã man. Nhưng trong mùa di trú này có đến cả triệu con linh dương đầu bò, cũng như có rất nhiều con còn sẽ được sinh ra, khiến cho những cá thể mất đi là không đáng kể. Một con số quá ít ỏi phải nằm lại cho một cuộc hành trình dài cho lũ cá và kền rỉa đến tận xương. Tháng 9, cỏ trên các cánh đồng trở nên vàng vọt, héo úa dưới ánh nắng mặt trời mùa hè, và sau đó bốc cháy. Đây là thời gian Serengeti chìm trong khói lửa, và không năm nào là cỏ không cháy. Tuy những đám cháy không làm tổn hại cơ thể của linh dương đầu bò, nhưng thứ cỏ mà chúng cần lại trở nên khó kiếm, và khói lửa chẳng khác gì đêm tối ập xuống vào ban ngày. Đối với linh dương đầu bò, vùng đồng bằng màu mỡ giờ đây chẳng hơn gì một cái tô đựng đất vô vị. Do những khó khăn vào mùa khô, những bầy thú rơi vào khó khăn và túng thiếu. Không còn sự lựa chọn nào khác, hơn 1 triệu con linh dương đầu bò lại tiếp tục lên đường, để lại những dấu vết rõ nét trên những đồng cỏ bị cháy sớm. Những con linh dương có thể đi đến tận sông Mara và những dốc đứng vốn là ranh giới phía bắc Serengeti, nằm cách cái đích của cuộc hành trình 320 km. Chúng đã đi thật nhanh qua hàng nghìn cây số quanh co để đến được vùng đất mà chúng hy vọng là có cỏ tươi tốt. Khi chúng đi, những con kền cũng bay theo, lặng lẽ quan sát và chờ đợi. Những con kền thường làm tổ trên những vách đá, và khi những luồng khí nóng bốc lên cao vào sáng sớm, chúng sẽ bay đi, lượn lờ trên đầu bầy thú. Có khi cả một ngày, một con kền vừa đi vừa về trên một quãng đường 300 km. Khi một con linh dương nào đó ngã gục trên đường đi, nó sẽ trở thành bữa tiệc cho kền và những con vật ăn xác thối khác. Thậm chí, ngay sau khi lũ kền kết thúc bữa tiệc, thì vẫn còn một kẻ khác tận hưởng xác chết. Đó chính là con nhện đồng cỏ, một người bà con với con nhện cắn quần áo, đẻ trứng ngay bên trong chiếc sừng. Và bên trong cái sừng tối om đó, một chu kỳ sống đã diễn ra. Những cái trứng nở thành sâu bướm khoét sâu vào trong chiếc sừng, tận dụng những chất dinh dưỡng còn sót lại, và sau đó nó lột xác thành con nhện. Thế là bên ngoài chiếc sừng chén ấy diễn ra một cuộc sống mới. Thế nhưng, đó chỉ là những gì diễn ra ở các xác chết bỏ lại phía sau lưng. Còn bản thân đàn linh dương thì đã tiến lên phía trước hàng trăm cây số. Ở phương Bắc, lũ linh dương tìm thấy thức ăn dồi dào hơn, nhưng chúng cũng phải đối đầu với những động vật săn mồi mới. Những con linh dương non thường phải chết dưới tay săn mồi của những con báo đốm, và một con báo thường giết rất nhiều con linh dương cùng một lúc, moi ruột rồi sau đó tha lên cây cao để ăn dần. Tháng 10, những cơn mưa rồi cũng đến làm mặt đất hồi sinh, mang lại hy vọng cho lũ linh dương đầu bò và nhiều con thú khác. Ở phía nam, những đồng cỏ lại bắt đầu tươi tốt, báo hiệu một thời điểm thích hợp cho những đàn thú trở về. Lúc này, phương Bắc, mưa quá nhiều khiến cho nhiều vùng đất bị ngập nước, và linh dương đầu bò không thể nấn ná thêm nữa, vì chúng sẽ có nguy cơ bị bệnh lở chân. Khi trở về, linh dương đầu bò không đi theo đàn đông đúc như khi khởi hành, mà tách ra từng hàng và phủ kín mặt đất. Khi vượt qua một quãng đường dài, tốc độ của chúng trở nên chậm hơn. Chúng tranh thủ lấy lại trọng lượng đã mất trong một mùa khô dài đằng đẵng. Một trong những bệnh thường thấy trong mùa di trú của linh dương đầu bò là bệnh quay vòng, mà nguyên nhân chính là do những con ruồi đẻ giòi vào mũi của nó. Thông thường, những con giòi này sẽ bị hất ra đất bằng một cú thở mạnh. Nhưng đôi khi, một con chui ngược lên não đã phá vỡ thế cân bằng của nạn nhân.
Khi ấy, con linh dương không may sẽ phải quay vòng cho đến khi nó chết vì kiệt sức. Khi một con vật bị bệnh, những hành vi khác thường của nó sẽ tạo sự chú ý cho những con vật săn mồi tinh nhạy như linh cẩu hay những con chó hoang. Và chúng thường sẽ kết thúc mạng sống của nạn nhân trước khi nó ngã gục vì bệnh tật. Thế nhưng, bên cạnh những con linh dương ngã gục trên đường về, lại là những con còn vừa ra đời. Sinh ra và lớn lên trong một vùng đất có nhiều kẻ thù rình rập, lũ linh dương còn chỉ có vài phút để đứng lên và tập chạy. Sau 5 phút, nó có thể đứng được, và chừng 15 phút là nó có thể chạy nhanh bằng mẹ. Trong một năm, có đến hơn 250.000 con linh dương đầu bò ra đời như thế, và vẫn còn một quãng đường dài trước khi kết thúc cuộc hành trình. Cũng như những con trưởng thành, những con còn cũng gặp rất nhiều nguy hiểm trên đường trở về. Trên đường về, đàn linh dương đầu bò phải băng qua những cái hồ rộng, và ở nơi đó có những điều bất ngờ đã xảy ra. Ở bờ hồ, sự đông đúc của đàn đã tạo nên cảnh hỗn loạn chưa từng có, dẫn đến rất nhiều những con linh dương còn lạc mẹ. Những con mẹ khi phát hiện đứa con không theo kịp đã quyết định bơi vòng lại tìm con, và những chuyến bơi qua bơi lại lạc lõng như thế liên tục diễn ra. Những con còn tìm kiếm mẹ, những con mẹ tìm kiếm con, chúng bơi lướt qua nhau ở đâu đó ngay giữa hồ. Khi bơi qua hồ, những con nào đã yếu lại càng yếu hơn rồi tụt xuống đáy hồ. Một cuộc hành hương hoang phí mà có lẽ chỉ có linh dương đầu bò hay tuần lộc là làm được. Trong cuộc vượt hồ, có đến 1.500 con linh dương còn nằm chết trong chỗ nước cạn, và một số như thế chạy tán loạn qua những rừng cây bụi rồi trở thành mồi cho những con thú ăn thịt. Nhưng đó là quy luật tự nhiên, vì nếu không có một số lượng linh dương mất đi trong mùa di trú, thì chúng sẽ lan tràn khắp các đồng cỏ vì sự đông đúc đó. Xác của những con linh dương chết trong hồ trở thành thức ăn, môi trường sống dồi dào cho những con chim hồng hạc và cá. Cuối cùng, những đàn linh dương đầu bò cũng trở về nơi xuất phát vào tháng 4, và không bao lâu nữa, một cuộc diễu hành liều lĩnh mới sẽ lại bắt đầu. Nhưng lúc này, những con vật đang sống trong cảnh thanh bình trên những đồng cỏ xanh tốt ở Serengeti. Những hóa thạch còn nguyên vẹn đã xác định rằng, từ hơn 2 triệu năm trước, linh dương đầu bò đã tồn tại và đã không ngừng thực hiện những cuộc di trú lên phương Bắc. Trong suốt 2 triệu năm đó, linh dương đầu bò không hề thay đổi, và chúng cũng không cần thay đổi. Đối với chúng, số đông là phương thức để tồn tại, và cái chết của một số cá thể vì động vật săn mồi, vì bệnh tật hoặc thiên tai là một sự thanh lọc cần thiết cho nòi giống. Hết năm này đến năm khác, những cuộc di trú cứ tiếp diễn và mang lại những thành công tốt đẹp cho linh dương đầu bò. Cứ như thế, những anh hề trên các đồng cỏ lao nhanh qua 2 triệu năm lịch sử. Ở vùng Alaska hoang dã xa xôi, hàng năm, những con thú lại tụ họp với số lượng khổng lồ, nhiều đến mức người ta tưởng rằng cả vùng đất này đang rung chuyển. Hàng năm, loài tuần lộc tượng trưng cho tinh thần của vùng cực Bắc băng giá, thực hiện một cuộc hành trình dài gian nan hàng nghìn km tới vùng lãnh nguyên và trở về. Trên đường đi, đã có không ít những con phải nằm lại vĩnh viễn vì nhiều lý do. Nhưng tuần lộc vẫn tồn tại, vì bà mẹ thiên nhiên luôn định sẵn là đàn tuần lộc sẽ luôn trở về. Hơn 32 đàn tuần lộc làm rung chuyển vùng phía Bắc đất nước Canada và Alaska. Đàn tuần lộc vùng cực Tây với gần nửa triệu con là đàn tuần lộc lớn nhất ở Alaska. Chúng chiếm toàn bộ vùng Tây Bắc của vùng đất hoang dã rộng lớn này. Vào mùa đông, nhiệt độ ở đây sụt xuống âm 16 độ C. Cái tên tuần lộc trong tiếng Anh là caribou, tức là những con vật bới đất để ăn. Vào mùa đông, những con tuần lộc cái mang thai và chúng sẽ sinh con vào mùa xuân tiếp theo. Lớp lông dày của chúng giúp chúng sống sót qua mùa đông. Ngay cả miệng của chúng cũng có lông nhằm tăng khả năng chống chọi với cái lạnh. Tuần lộc là loài hươu duy nhất mà con đực lẫn con cái đều có sừng, và chúng dùng sừng của mình để tranh giành vị trí có nhiều thức ăn trong mùa đông khắc nghiệt. Những trận đánh nhau kịch liệt giành vị trí thống trị trong bầy đàn khiến cho chúng bị mất sừng hay gãy sừng
trước thời kỳ rụng sừng thông thường. Loài tuần lộc sống khoảng 12 năm, một số con cái có thể sống đến 15 năm. Tuần lộc sống trong những khu rừng bách tùng trong suốt các tháng mùa đông, vì rừng cây giúp chúng chống lại những cơn gió lạnh buốt. Chó sói là kẻ thù của tuần lộc, chúng cũng là những con vật lấy rừng thông làm lãnh địa của mình. Những con sói thường chẳng mấy khi săn được mồi, chúng phải đào bới thức ăn từ dưới mặt đất hay nhặt nhạnh các xác chết đông cứng. Xác một con tuần lộc có thể giúp cho đàn sói thoát chết trong vài tuần lễ liền. Vào đầu tháng 2 đã có những dấu hiệu của mùa xuân đang tới. Ngày trở nên dài hơn và cuộc sống của tuần lộc trở nên sung túc hơn. Trong hành trình tiến lên phía bắc, những móng guốc to bè của tuần lộc giúp chúng đi lại trên băng tuyết dễ dàng. Băng vẫn tiếp tục đóng cứng trong vài tháng tới nữa, nhưng đây là thời gian thích hợp nhất để đàn tuần lộc trở về cực bắc. Chúng vừa đi vừa tranh thủ đánh hơi cỏ và địa y dưới lớp tuyết dày, dùng móng sắt đào bới những cái hố trên tuyết để tìm kiếm và ăn những thức ăn không mấy dinh dưỡng này. Những con cái có thai luôn là kẻ xuất phát đầu tiên. Chúng rời những hòn đảo lạnh giá ở Alaska để đến Bắc Cực, nơi cách xa hàng trăm cây số để kịp sinh con. Chúng cần phải hành động trước khi mùa đông hoàn toàn chiếm lĩnh vùng đất này. Trong cuộc hành trình về nguồn, những con tuần lộc cái tụ tập với nhau thành đàn và từng đàn nhỏ tụ họp vào thành đàn lớn với cùng một mục đích là tiến lên phía trước. Dù thành phần của đàn di cư có thay đổi chút ít, nhưng hướng đi thì không thay đổi trong nhiều năm. Khi chúng đi qua những vùng đầm lầy, qua những dòng sông thì cũng là lúc băng bắt đầu tan. Nếu chẳng may rơi xuống những vực xoáy có băng trôi thì kể như mất mạng. Theo bản năng, những con tuần lộc luôn biết tìm cho mình một lối đi tương đối an toàn khi băng qua sông. Khi mùa đông qua, những con gấu xám cũng tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Khi ngày càng trở nên dài hơn thì những con tuần lộc càng gấp rút lên đường trở về phương Bắc. Con sông Kobuk nằm ngoằn ngoèo, chạy dài từ bờ biển phía tây Alaska và đổ vào Bắc Băng Dương đang ở giai đoạn tan băng và là trở ngại lớn nhất cho đàn tuần lộc trong cuộc hành trình vì chúng không còn con đường nào khác. Cùng với dòng nước cuồn cuộn là những tảng băng trôi sẽ nhấn chìm bất cứ con tuần lộc nào chẳng may rơi xuống đó. Một vài con tuy biết nguy hiểm nhưng theo bản năng chúng vẫn vượt dòng sông bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra. Sau khi qua sông, những con tuần lộc có thai trở nên yếu ớt và có thể chết. Thường thì băng sẽ tan rất nhanh và những đàn tuần lộc đến sau sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, hàng năm đã có không ít những con phải bỏ mình dưới dòng nước chảy xiết của con sông Kobuk. Một số con khác chết vì không tìm được lối lên bờ. Thân thể chúng bị ngâm dưới làn nước lạnh giá mà ở nhiệt độ đó có thể giết chết con người trong vài phút, cho dù lông tuần lộc có khả năng chịu lạnh rất cao. Tuần lộc không phải là loài duy nhất đi về phương Bắc. Những con sếu cũng kéo nhau bay về nơi đó để tìm kiếm thức ăn trên những vùng lãnh nguyên rộng lớn. So với tuần lộc, những đàn sếu thuận lợi hơn nhiều vì chúng không phải vượt qua những vùng đất lởm chởm đá dốc đứng. Sau khi vượt qua sông Kobuk đầy băng đá, đàn tuần lộc còn phải vượt qua những ngọn núi cao, hiểm trở và lạnh buốt vào đầu mùa xuân như tổ tiên chúng đã từng làm từ bao nhiêu năm nay. Đầu xuân, thức ăn cũng rất hiếm hoi và những con cái phải nhanh chân đến vùng đất thích hợp để chúng sinh con. Chúng tìm đến những sườn dốc có nhiều thức ăn và cũng không ít nguy hiểm đang rình rập rồi tiếp tục tiến về phương Bắc. Đàn tuần lộc đi qua sẽ luôn để lại những dấu vết hằn sâu trên mặt đất và tại những khu vực hiểm trở, những con đi sau đã khôn ngoan dẫm vào dấu chân con đi trước, khiến cho dấu vết càng rõ nét hơn. Những lối đi như thế sẽ được những thế hệ tuần lộc sau sử dụng và trở thành dấu tích vĩnh cửu của vùng băng giá. Điểm cuối cùng mà đàn tuần lộc dừng chân để sinh con là vùng đất bên dòng sông Utukok. Việc những con tuần lộc mang thai đến vùng đất này trước khi sinh con là vô cùng cần thiết. Điều này giúp cho những đứa con của nó có cơ hội sống cao nhất. Những con cái trong thời gian này cũng bắt đầu rụng sừng, thứ mà giờ đây chúng không còn cần đến nữa vì thức ăn đã trở nên dồi dào. Những con tuần lộc lần đầu tiên sinh con tuy vụng về, nhưng theo bản năng, chúng nhanh chóng trở thành những bà mẹ chu đáo và tận tâm.
Hơn 90% tuần lộc con được sinh ra vào cuối tháng 5. Khi mới ra đời, chúng yếu ớt, loạng choạng, nhưng chỉ cần 1 giờ sau là đã có thể bước đi cùng với mẹ, và sau 1 ngày thì chúng có thể chạy nhanh hơn một người trưởng thành. Tuần lộc con thích nghi nhanh với việc ăn thức ăn cứng, nhưng nó cũng cần phải dựa vào nguồn sữa mẹ bổ béo trong vòng vài tuần lễ đầu tiên. Vào đầu tháng 6, cả vùng lãnh nguyên nở đầy hoa. Chúng là thứ cung cấp vitamin và khoáng chất phong phú cho tuần lộc. Nhờ chất dinh dưỡng cao trong sữa mẹ mà tuần lộc con có thể tăng trọng lượng gấp đôi trong vòng 10 ngày. Chúng nhanh chóng có sức khỏe để tham gia vào cuộc hành trình ngược lại không bao lâu ngay sau khi chúng được sinh ra. Mỗi năm có một vài con tuần lộc con sinh ra hơi muộn và chúng cần phải nhanh chóng tích lũy năng lượng để tăng cường khả năng chống lại sự buốt giá của mùa đông. Băng tuyết trên vùng lãnh nguyên tan chảy, để lại những dòng nước băng giá và chảy xiết. Những dòng sông này rất nguy hiểm với tuần lộc con và không ít trong số chúng phải bỏ mạng. Một đặc điểm kỳ diệu của tuần lộc là mối quan hệ mẹ con rất bền vững. Chúng dễ dàng nhận ra tiếng của nhau trong một bầy đàn đông đúc. Cuối tháng 6, tuyết hầu như đã tan hết, chỉ còn lại vài mảng trên những đỉnh núi cao, và mùa hè ngắn ngủi của vùng cực Bắc cũng đã đến. Thời gian này, cả vùng lãnh nguyên phủ đầy những cây thân mềm như liễu lùn, anh túc bắc cực. Chính những thứ thức ăn bổ dưỡng này thu hút đàn tuần lộc trở về hàng năm như một quy luật của tự nhiên. Những đàn muỗi, ruồi, côn trùng là nỗi khó chịu duy nhất mà đàn tuần lộc phải chịu đựng trong mùa hè. Những con muỗi bâu vào hút máu trên những cái rừng mới nhú còn rướm máu của những con tuần lộc, khiến đàn tuần lộc phải tiến lên trên những đỉnh núi cao lạnh đến nỗi côn trùng không thể sống được. Trong tháng 7 và tháng 8, đàn tuần lộc tiếp tục béo lên nhờ vào nguồn thức ăn bổ dưỡng. Thời gian này, những con tuần lộc trưởng thành rụng đi lớp lông bạc màu từ mùa đông năm ngoái, và một lớp lông mới sẽ mọc lên để bảo vệ cơ thể chúng trong mùa đông tới. Lũ sói vẫn luôn rình rập ngay trong mùa hè và xé xác những con tuần lộc không khỏe mạnh hay mất cảnh giác. Khi có những dấu hiệu cảnh báo một mùa thu sắp kết thúc, thì những con tuần lộc hiểu rằng chúng chẳng còn nhiều thời gian cho việc ăn uống và tích lũy năng lượng cho cuộc hành trình ngược lại về nơi trú đông ở phương Nam xa xôi. Những con tuần lộc cần phải rời khỏi vùng lãnh nguyên trước khi những cơn bão tuyết đổ ập xuống, làm chúng bị kẹt lại trong vùng băng giá. So với cuộc di cư mùa xuân, thì cuộc di cư mùa thu có vẻ dễ chịu hơn. Lúc này, những con tuần lộc bắt đầu rụng lớp da bọc trên thân và trên sừng. Trong số các loài hươu, thì tuần lộc đực có bộ sừng lớn nhất, và việc mọc lại sừng hàng năm đã khiến chúng mất đi một năng lượng đáng kể. Trong chuyến trở về, những con tuần lộc phải vượt qua những con sông mà chúng đã vượt qua vào đầu mùa xuân. Chúng cũng phải cảnh giác những con gấu xám to lớn đang cần tích lũy năng lượng cho giấc ngủ mùa đông. Loài gấu vốn ăn thực vật, nhưng trong những trường hợp khan hiếm thức ăn, chúng cũng dễ dàng xơi tái những con tuần lộc mà chúng bắt được. Tuy những dòng sông chưa kịp đóng băng đã giúp cho những con tuần lộc vượt qua dễ dàng, nhưng đâu đó vẫn có những mối đe dọa khác đang chờ đợi chúng trên đường về phương Nam trú đông. Từ hàng nghìn năm qua, những bộ tộc định cư bên dòng sông Kobuk vẫn dựa vào sự di cư hàng năm của đàn tuần lộc để lấy thịt, da và gân. Trước đây, đã từng có lúc hơn 3/4 đàn tuần lộc bị giết thịt bởi những chiếc xe cơ động chạy trên tuyết được trang bị vũ khí hiện đại. Hơn 20 năm qua, kể từ khi việc săn tuần lộc bị nghiêm cấm, đàn tuần lộc đã khôi phục số lượng ban đầu. Giờ đây, những thổ dân giết tuần lộc chỉ để lấy đủ số lượng thịt mà họ cần thiết trong mùa đông mà thôi. Trên đường về phương Nam, những con tuần lộc liên tục gặm cỏ để tiếp tục tồn tại và chống chọi với mùa đông tới. Chúng tiến về những cánh rừng ở phương Nam, nơi chúng sẽ trú đông trước khi những cơn bão tuyết dữ dội tràn về từ phương Bắc. Thời gian này, những bộ sừng của tuần lộc đã cứng cáp hẳn và cũng chính là thời kỳ giao phối của chúng. Những con đực to lớn, tràn trề sinh lực, sẵn sàng đánh nhau để giành quyền giao phối với những con cái. Và rồi khi mùa xuân đến, chúng lại di cư về phương Bắc để sinh sản. Cuộc hành trình của những đàn tuần lộc cứ thế lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác, từ thế hệ này đến thế hệ khác, theo tiếng gọi của bản năng và không hề thay đổi từ hàng nghìn năm nay.
Yellowstone hiện là nơi sinh sống của hàng ngàn con bò rừng. Chúng đang chống chọi với những cơn bão tuyết. Nhưng mỗi mùa đông đến, khi tuyết rơi quá sâu khiến những con vật này không tìm được thức ăn. Con bò cái đầu đàn đưa ra tín hiệu đã đến lúc phải di chuyển. Được hướng dẫn của bản năng và kinh nghiệm, những con bò rừng đi thành một hàng theo sau con đầu đàn. Đây là sự khởi đầu cho cuộc di cư của chúng. Trong video này, bạn sẽ khám phá 7 cuộc di cư vĩ đại của động vật. Số lượng động vật thật đáng kinh ngạc. Hơn 1 triệu con linh dương đầu bò và hàng ngàn con ngựa vằn không ngừng chạy về phía trước trong một cuộc hành trình tìm kiếm thức ăn và nước uống không bao giờ kết thúc. Những con đường và cảnh quan đã khắc sâu vào tâm trí của chúng. Cuộc hành trình sử thi của chúng đang diễn ra ở phía đông châu Phi, một cuộc di cư vòng qua Kenya và Tanzania dài khoảng 600 dặm. Hai con sông hùng vĩ giao nhau với tuyến đường của chúng và đàn gia súc buộc phải băng qua. Cá sấu có 1 tháng để tận dụng cơ hội kiếm ăn này. Sau đó, cuộc di cư sẽ tiếp tục di chuyển và rời xa khỏi các con sông trong 1 năm nữa. Mỗi con sông có một đặc điểm riêng biệt. Krumeti nước chảy chậm, hẹp và gập ghềnh. Diện mạo của nó giống như một con tắc kè hoa, thay đổi theo mùa và hứa hẹn những điều bất ngờ quanh mỗi khúc cua. Thật khó để đi săn ở đây. Những con cá sấu ở khu vực này phải thật chăm chỉ, linh hoạt và thành thạo các chiến lược săn bắt khác nhau theo yêu cầu của từng khu vực khác nhau trên dòng sông Mara. Đây là nơi lằn tranh của sự sống và cái chết. Một con sông sâu chảy xiết với các bờ dốc cao và nhất quán dọc theo toàn bộ hành trình của nó. Bất cứ nơi nào linh dương đầu bò chọn để vượt qua là các khu vực giống nhau. Những con cá sấu Mara đều là những chuyên gia nước sâu, nhưng không có con linh dương nào vượt qua sông mà không có mầy đàn. Chúng sắp đến và mọi con cá sấu đều biết điều đó. Ngay bên ngoài đồng cỏ, 10 triệu con dơi ăn quả màu rơm. Hiện chúng đang sống trong một đầm lầy với diện tích hơn nửa dặm vuông. Đây là một trong những cuộc tụ họp lớn nhất được biết đến của loài dơi ăn quả trên thế giới. Và nếu xét về số lượng, đó là cuộc di cư của động vật có vú lớn nhất trên trái đất. Một khoảng rừng xanh ẩm ướt đặc biệt này cung cấp cho dơi một ngôi nhà thoải mái trong cái nóng của ban ngày. Chúng chen lẫn nhau để giành từng khoảng trống bằng cách sử dụng một chiếc móng có móc ở đầu cánh để bám và leo trên các cành cây. Thân hình như những con cáo và khuôn mặt nhọn khiến loài dơi này có biệt danh là cáo bay. Mỗi con dơi dài khoảng 8 inch nhưng có sải cánh lên đến 2,5 feet. Đôi cánh được hình thành từ một lớp màng da đan chéo với một mạng lưới cắt cơ mỏng như lông giúp kiểm soát độ cứng và hình dạng của cánh. Không giống như các loài dơi ăn côn trùng, dơi ăn quả không sử dụng định vị bằng tiếng vang mà thay vào đó dựa vào thị giác. Con trâu nhỏ này chỉ mới 4 tháng tuổi, theo mẹ đi qua thung lũng Lungwa của Zambia. Nó là một phần của một bầy đàn khổng lồ, 1.000 con vật mạnh mẽ được tạo thành từ 50 gia đình. Tất cả đều gắn bó và bảo vệ lẫn nhau. Có sự an toàn về số lượng, nhưng việc giữ một nhóm khổng lồ như vậy lại với nhau là một công việc khó khăn. Nhưng nếu tách nhau ra sẽ là một điều tai hại, nhất là đối với những con trâu non. Bầy đàn cần có một chiến lược để duy trì sự gắn kết. Một số ít đi lên trước với vai trò là những con tìm đường đáng tin cậy. Chúng dẫn những con khác đến với đồng cỏ và nguồn nước. Chúng không nhất thiết là những con đầu đàn mà có thể là những con có kinh nghiệm và luôn được chọn để đảm nhận vai trò này. Những con trâu này đi đến đâu, những con khác sẽ đi theo. Nhưng mức độ tổ chức có thể còn hơn thế nữa. Những con nhé con luôn được giữ an toàn trong trung tâm của đàn cùng với mẹ nó và những con cái khác. Những con đực độc thân hay những con bị bệnh hoặc bị thương sẽ được đẩy ra vòng ngoài. Giống như những con tìm đường, chúng phải luôn cảnh giác trước những loài thú ăn thịt. Và chúng đã phát hiện ra mối nguy hiểm khi một con sư tử đang rình rập những con ở cuối đàn. Khi một con trâu chạy, tâm lý bầy đàn sẽ phát huy tác dụng và tất cả chúng sẽ di chuyển.
lần này một con đực trưởng thành chậm chân đã trở thành nạn nhân. Nhưng những con nghé con đã được an toàn và chiến lược bầy đàn đã phát huy hiệu quả. Bằng cách cứu những con non, tương lai của đàn trâu đã được bảo vệ và duy trì. Đây là khu rừng Linh Sam Oyamen ở miền trung Mexico. Môi trường sống độc đáo trên núi cao này là một di sản từ thời trái đất mát hơn và ẩm ướt hơn. Bây giờ chỉ còn lại 2% số cây linh sam ban đầu. Những cành cây nặng trĩu với hàng triệu con bướm chúa Monarch. Những cá thể này thuộc thế hệ siêu đẳng. Những con bướm đã sống sót trong cuộc hành trình dài 3.000 dặm bắt đầu từ Canada và miền Bắc của Hoa Kỳ. Chúng đến đây từ 5 tháng trước và bất động suốt mùa đông trong trạng thái ngủ đông, giống như một con gấu ngủ đông. Chúng cần hơi ấm của mùa xuân để đánh thức. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu tới, không có thời gian để lãng phí, chúng bắt đầu bay lên bầu trời với hàng triệu cá thể. Chúng chỉ có một mục tiêu là tìm bạn đời. Đối với những con cái thì những sự lựa chọn là không thiếu. Nhưng đối với một con bướm vua đực ở Mexico, việc tìm kiếm một bạn đời chính là sự hy sinh cuối cùng. Cho dù con đực có thành công hay không, thì đây cũng là tuần cuối cùng của nó trên trái đất. Đây là một con đực. Nó dễ dàng được nhận biết bởi hai đốm đen trên cánh của nó. Bây giờ, nó cần được giao phối và may mắn đã đến với nó khi nó tìm được một con bướm vua cái ở một mình. Thời gian giao phối của một cặp bướm vua là khoảng 30 phút tới 1 tiếng. Điều này giúp cho chúng thực hiện quá trình giao phối nhiều hơn, đẻ trứng nhiều lần hơn. Trong một lần giao phối, con đực có thể mất đến 1/3 trọng lượng cơ thể. Một con đực quá khích có thể sẽ khiến con cái tức giận. Hiện, con cái đang mang theo hàng trăm quả trứng đã thụ tinh. Con cái này và hàng triệu con bướm cái khác giống như nó phải bước vào chặng thứ hai của cuộc di cư hoành tráng. Chúng sẽ bay trở lại 900 dặm về phía bắc qua Mexico và đến Hoa Kỳ. Ở đó, chúng sẽ tìm thấy thức ăn và một nơi an toàn để đẻ trứng. Ở đây, chúng sẽ sinh ra thế hệ tiếp theo để tiếp tục cuộc hành trình về phía bắc. Về phần con đực, cuộc hành trình của chúng đã kết thúc tại đây. Người bạn đời của nó đã lấy đi sự sống của nó theo đúng nghĩa đen. Nhưng những đứa cháu chắt của nó sẽ là thế hệ siêu đẳng tiếp theo. Những kẻ sẽ đủ sức mạnh để bay 3.000 dặm trở lại những cánh rừng linh sam cổ thụ này. Loài lợn biển. Những kẻ khổng lồ hiền lành này không thể chịu được nhiệt độ nước dưới 68 độ F trong một thời gian dài. Chúng sẽ di chuyển vào đất liền để tìm kiếm hơi ấm từ các dòng suối tự nhiên của Florida. Điểm nóng trên bờ biển vịnh là dòng sông Crystal, nơi hàng trăm con lợn biển tập trung vào mỗi mùa đông. Một câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở trên bờ biển Đại Tây Dương của Florida, nhưng từ nơi đây phải mất thêm một chút công sức để đến được các suối nước ấm. Con cái này đã rời khỏi đại dương từ vài ngày trước. Nó đang trong một cuộc hành trình đi qua các con sông, hồ và kênh đào để đến một Shangri-La mùa đông sâu trong trung tâm của bang Florida. Phải đi sâu hơn 100 dặm trong đất liền để đến các suối nước ấm, nhưng nó không còn lựa chọn nào khác. Nếu ở lại đại dương, nó có thể bị hạ thân nhiệt và chết. Với trọng lượng khoảng 1.200 pound, nó không hề nhẹ, nhưng đáng ngạc nhiên là lợn biển có lượng mỡ tích trữ trong cơ thể tương đối ít để bảo vệ nó khỏi cái lạnh. Vào buổi sáng thứ ba của cuộc hành trình, nó đã đến được đích. Công viên tiểu bang Silver Springs, dòng sông mang một vẻ đẹp huyền bí vào mùa đông. Hơi nước bốc lên khi hơi ẩm từ dòng sông ấm áp bay hơi vào bầu không khí mát mẻ buổi sáng. Hàng triệu gallon nước nguyên sơ từ các suối đổ vào Silver Springs mỗi ngày. Hơn hết, nhiệt độ nước luôn được duy trì ở mức 72 độ F, hoàn hảo để chống lại cái lạnh cho kẻ du một mùa đông mệt mỏi này. Ở đây, nó có thể nghỉ ngơi và ăn thực vật thủy sinh và chờ đợi cho đến khi mùa xuân gọi nó trở lại đại dương. Trận bão tuyết mùa đông ở Yellowstone là một cuộc đối đầu kỳ lạ của các lực lượng mạnh mẽ. Tuyết rơi tích tụ ở độ sâu đáng kinh ngạc.
rất ít loài được chuẩn bị để có thể chống chọi với những điều kiện thời tiết này. Nhưng 2 triệu mùa đông đi qua đã hình thành nên một sinh vật vẫn cố gắng tồn tại ở đây lâu dài sau khi những sinh vật khác đã chạy trốn. Đó chính là bò rừng. Một cái bướu cơ bắp nâng đỡ một cái đầu to lớn. Một cỗ máy cày có thể dọn sạch tuyết và tìm ra những bãi cỏ bị chôn vùi. Một chiếc áo lông dày đặc và những lớp mỡ ngăn chặn tuyết và những cơn gió lạnh. Những con thú này mang theo mùa đông trên mỗi bước đi của chúng. Chúng là hậu duệ của những con bò tuyết còn sống sót. Trong quá khứ, những cuộc chinh phục lục địa của loài người đã gần như dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài bò rừng. Vào những năm 1800, khi Hoa Kỳ mở rộng về phía Tây, những đàn gia súc với số lượng lên tới hàng chục triệu con đã bị giết thịt. Đến cuối thế kỷ 19, chỉ còn vài trăm con bò rừng cuối cùng nằm ẩn mình trong một vùng thung lũng hẻo lánh ở Yellowstone. Những con bò rừng này đã trở thành nguồn gốc cho sự phục hồi của loài. Yellowstone hiện là nơi sinh sống của hàng ngàn con bò rừng, và chúng tiến hành một trận chiến cổ xưa với những cơn bão tuyết. Nhưng mỗi mùa đông lại có một thời điểm khi tuyết rơi quá sâu khiến những con vật này không tìm được thức ăn. Đàn bò rừng bắt đầu tập hợp và sắp xếp lại đàn. Một con cái đầu đàn sẽ đưa ra tín hiệu. Đã đến lúc di chuyển. Đi theo sự hướng dẫn của bản năng và kinh nghiệm, những con bò rừng đi theo hàng dưới sự dẫn dắt của con đầu đàn. Đây là sự khởi đầu cho cuộc di cư của chúng. Khi bóng tối dần buông xuống, đàn gia súc rời thung lũng, tiến về trung tâm của sự ấm áp. Một đàn bồ nông có thể tạo ra một làn sóng chuyển động và âm thanh. Chúng báo hiệu cho sự phong phú của công viên đầm lầy Isiman Galiso. Nơi đây hiện có 500 loài chim, bao gồm cả chim hồng hạc và ít nhất 48 loài gia cầm, coi đây là ngôi nhà của chúng. Tại đây, các loài chim di cư tìm kiếm những con tôm và động vật thân mềm phong phú trong các bãi bùn trước khi quay trở lại nơi được gọi là East Coast Flyway. Liên Hợp Quốc đã tuyên bố công viên đầm lầy Isiman Galiso là di sản thế giới vào năm 1999. Sự đa dạng sinh học nơi đây khó có nơi nào sánh được. Mỗi năm, chim, động vật có vú, cá và bò sát trên toàn thế giới đều tham gia vào những cuộc di cư kéo dài hàng ngàn km để sinh sản hay kiếm thức ăn. Đó là những màn trình diễn ngoạn mục của thiên nhiên, những chuyến phiêu lưu đầy thú vị. Trong video này, bạn sẽ khám phá 14 cuộc di cư vĩ đại nhất hành tinh. Rùa biển. Rùa biển là một trong những loài có chuyến di cư vượt biển ngoạn mục nhất. Năm 2008, người ta đã ghi nhận được một con rùa lưng già băng qua Thái Bình Dương. Từ bãi biển làm tổ ở Papua, Indonesia, chúng bơi hướng về phía đông để đến nơi kiếm ăn ngoài khơi bang Oregon, Mỹ, rồi quay lại. Chuyến vượt biển này dài hơn 19.000 km. Đây là quãng đường di cư dài nhất của một loài bò sát từng được ghi nhận. Một trong những điều ấn tượng của loài rùa biển là khả năng quay lại điểm ban đầu nơi sinh ra để đẻ trứng, mặc dù có di cư xa thế nào đi nữa. Cá voi tấm sừng. Trong số các loài động vật có vú, nắm giữ kỷ lục về chuyến di trú dài nhất là cá voi tấm sừng. Chúng dành cả mùa hè để kiếm ăn trong những vùng biển gần cực lạnh giá, rồi bơi đến những vùng nước ấm nhiệt đới để nuôi con trong suốt mùa đông. Trung bình hàng năm, cá voi xám di chuyển 22.530 km. Cá voi lưng gù đi khoảng 25.750 km. Đây là hai loài có quãng đường di chuyển lớn nhất trong các động vật có vú. Chuồn chuồn. Chuồn chuồn cũng có khả năng di chuyển một quãng đường dài, nhưng trên thực tế, các nhà khoa học vẫn chưa biết chính xác con số cụ thể. Năm 2009, các chuyên gia đã phát hiện quãng đường di chuyển của chuồn chuồn kéo dài từ Ấn Độ đến Maldives, Seychelles, Mozambique, Uganda và quay trở lại, tổng cộng khoảng 14.000 đến 18.000 km. Chuyến di cư của chuồn chuồn có khi kéo dài tới 4 thế hệ, với mỗi thế hệ sẽ di chuyển quãng đường của chúng như một cuộc đua tiếp sức đường dài. Đây là cuộc di cư lớn nhất trong tất cả các loài côn trùng từng được phát hiện.
Chuông chuông thường xuất hiện theo mùa mưa, từ mùa mưa ở Ấn Độ cho đến mùa mưa ở miền Đông và Nam Châu Phi. Linh dương. Có lẽ chuyến di cư ngoạn mục nhất của động vật phải kể đến loài linh dương châu Phi diễn ra hàng năm với sự tham gia của hàng triệu con. Chúng không bao giờ di cư một mình. Chuyến du ngoạn của chúng gồm cả ngựa vằn, linh dương Gazan và linh dương châu Phi. Theo sau là một số loài động vật săn mồi hàng đầu trên thảo nguyên. Đó là chưa kể đến sư tử, báo và cá sấu đang chờ đợi cuộc di cư khổng lồ này để nhân cơ hội chộp lấy vài con mồi. Và hành trình mà những chú linh dương này phải trải qua lên tới 2.897 km. Hành trình di cư của loài linh dương diễn ra quanh năm, bắt đầu vào mùa khô, đặc biệt là vào cuối tháng 6 và tháng 7. Bạn có thể chứng kiến đàn di cư khổng lồ này tại khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Masai Mara, Kenya. Các loài chim. Khoảng 1.800 loài chim trên thế giới di cư. Vài cuộc hành trình trong số đó là một trong những chuyến di cư lâu đời nhất trên thế giới. Nhạn biển Bắc Cực được cho là có chuyến di cư dài nhất trong tự nhiên. Hàng năm, chúng trải qua quãng đường dài khoảng 70.800 km, tương đương khoảng cách đi theo đường xích xắc giữa Bắc Cực và Nam Cực. Limosa Laponica thực hiện các chuyến bay thẳng dài nhất trong bất kỳ loài chim nào giữa New Zealand và Trung Quốc. Chim cánh cụt hoàng đế Nam Cực cũng di cư. Chúng di chuyển để tránh mùa đông lạnh lẽo, khắc nghiệt ở Nam Cực, nơi chỉ có một màu trắng bao phủ toàn bộ. Từ tháng 10 đến đầu tháng 12 là thời điểm di cư của chim cánh cụt hoàng đế. Bướm chúa Mỹ. Cuộc diễu hành của bướm chúa bắt đầu vào tháng 10, cao điểm là tháng 12 và tháng Giêng. Hàng chục ngàn con bướm chúa có màu da cam hay màu đen tuyệt đẹp bay đến Pacific Grove, California để tránh mùa đông giá rét. Đây là cuộc di cư màu sắc nhất trong thế giới tự nhiên. Loài bướm chúa di chuyển quãng đường khoảng 7.000 km, gồm 3 đến 4 thế hệ. Đôi khi, chúng còn bay vượt qua cả Đại Tây Dương. Những quốc gia như Australia và New Zealand có thể chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt đẹp về chuyến di cư này. Tuần lộc Bắc Mỹ. Tuần lộc Bắc Mỹ có chuyến di cư dài nhất trong tất cả các loài động vật có vú trên cạn. Trung bình hàng năm, chúng di chuyển khoảng 4.800 km. Chúng thường di cư từ Canada và Alaska tới vùng đồng bằng bên bờ biển Bắc Cực. Mục đích của chuyến hành trình này là tìm kiếm nguồn thức ăn dinh dưỡng. Cá hồi. Một trong những loài có cuộc di cư ấn tượng nhất trong tự nhiên là cá hồi. Khả năng đặc biệt của chúng đó là có thể di chuyển ở nước biển mặn và cả nước ngọt trong suốt cuộc hành trình. Cá hồi di chuyển hàng nghìn km vượt qua sông suối để trở về vùng biển nơi chúng được sinh ra. Động vật phù du. Động vật phù du là vô vàn những sinh vật trôi nổi trong các cột nước biển và đại dương, bao gồm các loài như sứa, nhuyễn thể và cá con. Cuộc di cư của chúng rất khác lạ vì chúng di chuyển lên xuống theo độ sâu của nước biển chứ không đơn thuần chỉ là cảnh quan. Được biết đến với việc di chuyển theo chiều dọc, chuyến di cư của động vật phù du là đối thủ của những loài di cư theo mùa như tuần lộc hay chim nhạn Bắc Cực. Mặc dù cơ thể có kích thước nhỏ bé, nhưng chúng có khả năng bơi được quãng đường hơn 900 mét mỗi ngày để tìm kiếm thức ăn. Dơi. Không phải tất cả loài dơi đều có cuộc di cư. Dơi ăn quả là loài có cuộc hành trình lớn nhất. Vào mỗi tối, từ tháng 3 đến tháng 10, những đàn dơi khổng lồ khoảng 750.000 đến 1.500.000 con từ Mexico bay đến rợp trời trung tâm thành phố Austin, Texas. Mục đích của chuyến đi là tìm thức ăn, và ước tính mỗi đêm chúng có thể tiêu thụ số lượng côn trùng lên tới 15 tấn. Cua đỏ, đảo Christmas, Australia. Hơn 120 triệu con cua đỏ thực hiện chuyến di cư ngoạn mục trông như một tấm thảm đỏ khổng lồ bao trùm toàn đảo. Chúng ồ ạt di chuyển ra biển để đẻ trứng vào khoảng tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. Trong thời gian cao điểm, giao thông trên đảo cũng ảnh hưởng vì phải nhường đường cho cua đỏ đi đẻ. Cá mập. Hàng năm, rất nhiều loài cá mập di cư đến hàng trăm nghìn km qua những làn nước đại dương để tìm kiếm thức ăn.
cá mập trắng được biết đến là loài có quãng đường di chuyển dài nhất. Chúng xuyên qua Ấn Độ Dương, giữa Nam Phi và Australia, sau đó sẽ quay lại. Cá ngừ. Cá ngừ là một trong những loài cá di cư bơi nhanh nhất. Các nhà khoa học ghi nhận cuộc hành trình của cá ngừ kéo dài ít nhất 40.000 km giữa Mỹ và Nhật Bản. Động vật chân màng. Các loài động vật chân màng như hải cẩu, sư tử biển và hải mã cũng có những chuyến di cư đáng kinh ngạc. Hải cẩu có thể bơi khoảng cách tương đương 1/4 quãng đường vòng quanh thế giới. Các nhà khoa học ghi nhận được, hàng năm hải cẩu voi bơi được 20.000 km trong chuyến di cư của nó. Hải mã thường di cư qua vùng biển Bắc Cực băng giá. Cho đến nay, đây vẫn là quãng đường bí ẩn đối với các nhà khoa học. Bạn nghĩ sao về những cuộc di cư này? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé!